Xin kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV. Hôm nay là một ngày mà đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta có buổi tập kín trước khi mà thi đấu trận đấu với đội tuyển U23 Jordan, một trận đấu với đối thủ đầu bảng vô cùng quan trọng. Và chắc chắn là thầy Park sẽ có những lý do của riêng mình để không cho phóng viên vào tác nghiệp. Đó sẽ là những mảng miếng chiến thuật được tung ra vô cùng bất ngờ, không phải với phóng viên Việt Nam nữa, mà chắc chắn là sẽ vào với cả các cầu thủ của đội tuyển U23 Jordan. Tôi đứng ngay bên cạnh chiếc xe của đội tuyển U23 Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng chiếc xe có chữ Việt Nam. Và đây là dòng chữ Thái Lan, đúng không ạ? Đấy, dòng chữ U23 Championship. Một trong những lý do đứng ở đây đó chính là chiếc xe vừa đỗ ở đây để các cầu thủ đi vào một buổi tác nghiệp cực kỳ. Nhưng chúng tôi vẫn có mặt ở đây để đưa cho bạn những hình ảnh để xem hôm nay trạng thái của các cầu thủ đến sân bóng ở trang Training Ground như thế nào, có cầu thủ nào buồn hay không, có cầu thủ nào vui hay không. Bên cạnh đó, vô cùng đặc biệt đó chính là tôi đã chia sẻ rất nhiều những thông tin và cảm xúc của mình với một phóng viên Hàn Quốc, với một đài Hàn Quốc. Các bạn hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của tôi ở bên cạnh một phóng viên vô cùng là quen thuộc của Việt Nam, đã ở Việt Nam rất là lâu năm và quan tâm đặc biệt đến thầy Park, quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng sự quan tâm đặc biệt của các phóng viên Hàn Quốc sẽ là động lực và sẽ là cũng là những cái sự nỗ lực để giúp cho thầy Park có những cái chiêu bài đặc biệt tung ra giúp cho U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan trong trận đấu tiếp theo tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. Các bạn đang theo dõi những hình ảnh của các trợ lý đang chuẩn bị xếp đồ để đi ra sân tập trước cổng khách sạn. Các bạn nhìn thấy hình ảnh các trợ lý rất rõ ràng đang xếp đồ đúng không ạ? Chúng tôi phải thực sự rất nỗ lực để có thể gửi đến cho các bạn những hình ảnh rất đặc biệt như thế này. Bởi vì hôm nay là buổi tập kín mà chúng ta chỉ được tác nghiệp trong khoảng thời gian các cầu thủ bước ra xe và chuẩn bị cho buổi tập mà thôi. Các cầu thủ đang ngồi bên trong sảnh khách sạn và chờ đợi việc ra sân tập. Kia là Bùi Tiến Dũng và bên cạnh là Hồ Tấn Tài. Các trợ lý đang ngồi bên dưới ghế. Và bây giờ là Triệu Việt Hưng, đó, Trọng Hùng, Ngọc Bảo, Tiến Dũng. Họ đang sẵn sàng bước vào buổi tập vô cùng quan trọng trước trận đấu gặp U23 Jordan. Đấy, Trọng Hùng kìa. Trận đấu mà có thể nói là quyết định, quyết định xem chúng ta có đi tiếp hay không nếu chúng ta giành chiến thắng. Đây là thủ môn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng, Hữu Thắng, rồi Bảo Toàn. Các cầu thủ đang cười nói khá vui vẻ và thoải mái tâm lý trước khi bước ra buổi tập ngày hôm nay. Buổi tập diễn ra vào khung giờ 7 giờ tối. Chúng ta sẽ có một tiếng tập luyện. Thái Quý, vâng, Tấn Sinh đang được thầy Park ôm vai bá cổ, động viên trước khi bước ra buổi tập. Thầy Park sẽ lên xe và bước vào trong xe để sẵn sàng cho buổi. Quang Hải kia rồi, Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh. Chúng ta đang cùng quan sát tất cả cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Thanh Sơn, lúc này thì các cầu thủ đang lần lượt bước ra. Đây là Đức Trinh và Hoàng Đức. Chúng ta vẫn còn nhớ sự nghiêm khắc của thầy Park với những cầu thủ đi muộn. Chính vì thế mà các cầu thủ đang thực sự sẵn sàng để có mặt đúng giờ bước vào buổi tập. Chiếc xe chở đội quen thuộc đang di chuyển với sự đảm bảo an ninh cùng một chiếc xe cảnh sát đi đằng trước. Các bạn nhìn thấy trời rất tối nhá. Trời rất tối và không có một ánh điện nào hướng vào phía xe của đội. Xe của đội hôm nay phải đỗ rất xa bởi vì lúc này các đội bóng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn chưa kết thúc buổi tập và chúng ta không thể đỗ trước cổng nơi tập luyện và phải đi bộ một đoạn, một quãng đường. Nói chung là cũng ngắn thôi, không có vấn đề gì cả. Đội của chúng ta thì đến sớm, đó là sự chuẩn bị kỹ càng từ phía thầy Park. Thầy luôn muốn các cầu thủ có mặt sớm để tận dụng tối đa thời gian trong buổi tập. Đấy, đội bước ra xong lại đi vào, các bạn thấy không ạ? Đội đi ra xong lại đi vào. Thầy Park đang có một chút thắc mắc
Có lẽ là buổi tập của đội tuyển UAE chưa kết thúc và thầy Park đang hơi thắc mắc một chút. Nhưng không sao, chúng ta cùng chờ đợi ít phút đội của chúng ta bước ra rồi lại bước vào. Đội bóng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã có tình cảnh tương tự như chúng ta, có được một điểm sau khi cả hai đội đã hòa không bàn thắng, hiệu số là ngang nhau. Rồi bắt đầu bây giờ các cầu thủ mới bước ra. Hà Đức Chinh, Tiến Linh, các cầu thủ đang rất khỏe mạnh, thoải mái. Thanh Sơn, Hoàng Đức, vâng, Đình Trọng đang vẫy chào. Có lẽ là vẫy chào những phóng viên các bạn ạ. Rất thoải mái tâm lý. Đấy, Trọng Hùng. Chúng ta cùng ra đến chỗ có ánh sáng một chút, đúng không? Các bạn nhìn thấy các cầu thủ rõ hơn. Các cầu thủ của đội tuyển UAE bắt đầu bước ra thì chúng ta bước vào. Đây là sân tập mà rất nhiều đội bóng tập ở đây. Đấy. Chính vì thế mà chúng ta cũng phải chờ đợi các đội bóng khác kết thúc buổi tập thì chúng ta mới có thể bước vào đúng giờ quy định. Đương nhiên thầy Park luôn rất chuẩn chỉ trong việc giờ giấc. Đó là thầy rất muốn làm gương cho các học trò. Sự chuẩn chỉ trong giờ giấc sẽ giúp cho chúng ta chuẩn chỉ trong thi đấu, chuẩn chỉ trong tập luyện. Và những sự chính xác về mặt giờ giấc cũng là yếu tố tiên quyết để giúp chúng ta thành công. Mọi sự thành công đều đến từ những chi tiết nhỏ nhất. Rồi, các bạn có thể thấy được là chúng tôi không thể đi vào trong, chúng tôi chỉ ở ngoài và quan sát một chút trước khi các cầu thủ bước vào buổi tập mà thôi. Khi bước vào buổi tập thì chúng tôi sẽ phải ngồi ở bên ngoài. Đấy. Cánh cổng cũng được đóng lại. Anh em phóng viên cũng kết thúc cái khoảnh khắc tác nghiệp trước trận đấu, trước buổi tập thì đúng hơn. Và lúc này thì sẽ là lúc mà các cầu thủ của chúng ta bắt đầu thay giày. Mặc dù là nếu mà với mình đi đá bóng ở bên ngoài thì mình thường thường mang giày luôn. Nhưng các cầu thủ thì sẽ mang đôi giày tập luyện, đôi giày gọi là thầy sport và bước vào buổi tập. Các bạn có thể thấy ngay lúc này thì các phóng viên cũng đang phải ngồi ngoài và đang chờ đợi những hình ảnh của đội tuyển U23 Việt Nam bước ra từ sân tập. Dù chỉ là những hình ảnh ít ỏi nhưng các phóng viên vẫn đang cố gắng chờ đợi. Còn đây là phóng viên Hàn Quốc. Hai phóng viên Hàn Quốc đã có mặt để chờ đợi những khoảnh khắc được tác nghiệp. Một buổi tập kín khiến cho khán phóng viên Hàn Quốc rất ít ỏi những thông tin, ít ỏi những tin bài. Và ngay sau đây thì những phóng viên này cũng đã hẹn mình phỏng vấn. Và bây giờ thì mình sẽ gặp các phóng viên để phỏng vấn. So what's the reaction of the Vietnamese fans and media about the first game? Thực sự là một phóng viên đang tác nghiệp tại giải U23 châu Á thì rất là mong chờ cái thành tích của U23 Việt Nam tại giải đấu U23 châu Á 2020. Mặc dù vậy là với một điểm có được, dù nhiều người có vẻ nuối tiếc, tuy nhiên là với những phóng viên cũng như người hâm mộ thì cũng có thể coi là điều chấp nhận được, bởi vì chúng ta đã thi đấu một trận đấu cũng rất là khó khăn. Đối thủ UAE là một đối thủ mà không hề dễ chơi và những cái cầu thủ còn rất mới của đội tuyển U23 Việt Nam, ví dụ như Bùi Hoàng Việt Anh hay là Huỳnh Tiến Sinh trong lần đầu được thử sức tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng có thể là một điều hơi bỡ ngỡ. Và chắc chắn là thầy Park sẽ có những cái chỉ đạo để cho các trận đấu sau đội tuyển U23 Việt Nam có thể chơi tốt hơn. Các phóng viên cũng như người hâm mộ hoàn toàn hài lòng với một điểm có được trong trận đấu đầu tiên. Ở trận đấu thứ hai thì tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những bất ngờ dành cho đối thủ Jordan. Thầy Park luôn là một người có những phương án rất đặc biệt, luôn có phương án rất bất ngờ và luôn có những nhân sự tạo nên đột biến trong trận đấu gặp Jordan. Jordan đang có được 3 điểm trong trận đấu ra quân và đang chiếm ngôi đầu bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu vô cùng quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam và thầy Park biết điều đó. Thầy Park sẽ chắc chắn
hướng đến mục tiêu 3 điểm. Và tôi nghĩ rằng trận đấu tiếp theo thầy Park sẽ có một bất ngờ cho không chỉ đối thủ Jordan mà sẽ là bất ngờ cho chính phóng viên của Việt Nam cũng như người hâm mộ của Việt Nam. Thank you. Thank you. I need your organization's name and joining us. My name? Yeah. Oh, my. Okay. I will share with you my ID. Yes. Because I don't bring the ID. Vâng, các bạn thân mến, lúc này là lúc mà các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đã kết thúc buổi tập và chúng ta hãy cùng quan sát xem kết thúc buổi tập cực kỳ quan trọng trước trận đấu gặp U23 Jordan thì ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ bước ra buổi tập này với trạng thái như thế nào. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Đầu tiên đó chính là thầy Park, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bước ra và ngay lập tức có một cổ động viên mang trên mình một cái tấm áo để xin chữ ký của thầy Park. Rồi, rất thân thiện, rất quen thuộc. Và đi bộ về khách sạn chứ không lên xe bus. Tiếp theo là các đội ngũ trợ lý. Chắc chắn đây là một buổi tập vô cùng quan trọng với rất nhiều những chia sẻ, những mảng miếng chiến thuật sẽ được đặt ra và chúng ta cùng chờ đợi xem màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thế nào trong trận đấu ngày mai gặp U23 Jordan. Thực sự đây là một trong những buổi tập mang tính chất quyết định của vòng chung kết U23 châu Á 2020 của đội tuyển U23 Việt Nam. Các bạn hãy cùng bấm like, subscribe để lại những dòng comment dự đoán về thế trận, trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Jordan trong ngày mai. Bên cạnh đó là hãy bấm like, subscribe kênh Tất Trần TV để nhận được những video học hấp dẫn, đặc sắc trong dịp vòng chung kết U23 châu Á 2020 này. Rồi chúng ta bắt đầu cùng quan sát các cầu thủ. Các bạn có thể nhìn thấy bước ra đầu tiên là những cầu thủ như Thanh Thịnh, Thanh Sơn, đấy, Ngọc Bảo, đúng không ạ? Thái Quý, Bảo Toàn, Hồ Tấn Tài. Những cầu thủ này đang tỏ ra rất khỏe mạnh. Và Tấn Tài thì đang là có cơ hội được đá chính trong trận đấu ngày mai với sự trở lại sau một trận đấu bị treo giò vì thẻ vàng, vì thẻ phạt. Đây là Tấn Sinh. Tấn Sinh và Thanh Thịnh đi cạnh nhau, hai người bạn thân. Rồi các bạn nhìn thấy Tiến Linh rất khỏe mạnh, không vấn đề gì luôn. Hy vọng là toàn bộ các cầu thủ chúng ta sau mỗi buổi tập như này khỏe mạnh. Đó là niềm hy vọng của các phóng viên cũng như người hâm mộ. Chúng ta buổi tập là một buổi tập cực căng. Và chắc chắn buổi tập căng sẽ giúp cho các cầu thủ sẵn sàng bước vào trận đấu cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên cái việc chấn thương trong những buổi tập như này là việc khó tránh khỏi. Đấy, nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng không một cầu thủ nào sẽ phải chấn thương như thế này. Rồi các bạn cũng bắt đầu quan sát tiếp. Đó chính là trợ lý Park Sung Kyung. Thủ môn Văn Toản đang xách chiếc túi cùng thủ môn Elinier, một túi bóng rất to. Trời sẩm tối rồi cho nên là trời đã bị tối hẳn rồi. Cho nên là các bạn cùng cố gắng quan sát một chút. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đấy, lúc này thì Quang Hải đang được các những người hâm mộ giữ lại, níu lại để xin chữ ký. Quang Hải, rồi, ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam đang đảm đương trọng trách vô cùng quan trọng, đội trưởng và cũng là người dẫn dắt lối chơi của các cầu thủ U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Các cầu thủ đang lên xe và chờ những cầu thủ cuối cùng bước vào chiếc xe buýt này. Rồi, ngồi ngay cánh cửa ra vào chính là Tiến Linh, tiền đạo mũi nhọn, tiền đạo quan trọng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam, sánh vai cùng Hà Đức Chinh. Tiến Linh đang xoa xoa cái đầu gối của mình, tuy nhiên Tiến Linh không gặp vấn đề gì về chấn thương và đang chờ đợi các cầu thủ có
còn lại ra xe là lên xe buýt đi về thôi. Các bạn hãy cùng gửi lời chúc đến Tiến Linh đi ạ. Tiến Linh đang rất khát khao có được bàn thắng tại giải đấu năm nay. Đây là giải đấu lần đầu tiên Tiến Linh tham dự giải đấu U23 châu Á đầu tiên của Tiến Linh, và cũng là giải đấu cuối cùng của cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Người tiếp theo bước ra xe đó chính là Đức Chiến và Trọng Hùng. Ở tầng 2, các cầu thủ đang nói chuyện đùa giỡn với nhau. Chúng ta cùng quan sát một chút các cầu thủ. Và ngồi cuối là Văn Toản. Văn Toản đang nói khá nhiều, đang chia sẻ khá nhiều với các đồng đội. Văn Toản đang băng tay phải của mình và đang chườm đá tay phải. Rồi. Tiếp theo là Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh đang quấn đầu, quấn đùi phải. Hà Đức Trinh đang quấn đùi phải và cầm trên tay một túi đá. Tiếp theo là ai đây? Là Đinh Trọng. Đinh Trọng đang quấn trăng trịt các bạn ạ. Đang quấn trăng trịt. Chân gối trái cũng quấn mà đùi phải cũng quấn. Và đi khá tập tễnh. Các bạn hãy gửi lời chúc đến Đinh Trọng đi ạ. Tôi hy vọng rằng Đinh Trọng sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề gì và bước vào trận đấu gặp Jordan với vị trí trong đội xuất phát và sẵn sàng để thi đấu. Rồi, lúc này là lúc chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Chúng ta cùng quan sát những hình ảnh cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Techtrend TV. Các bạn hãy để lại những dòng comment và bấm nút chuông, bấm subscribe, bấm like những video như thế này. Và để lại những lời chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trận đấu gặp U23 Jordan là một trận đấu vô cùng quan trọng, và chắc chắn lời chúc của các bạn chắc chắn sẽ tiếp thêm những sức mạnh để cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta cố gắng để đánh bại đối thủ đến từ Tây Á và giành chiến thắng với 3 điểm nếu có được trong trận đấu gặp U23 Jordan. U23 Việt Nam sẽ tràn trề cơ hội đi tiếp. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video một lần nữa, và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Thank you.